Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 21 tháng 6 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, giá hơi ở trong nước hạ nhiệt xuất phát từ thông tin nhập khẩu heo sống từ Thái Lan về nước. Vậy theo các bạn, heo hơi nhập khẩu thực tế có giúp bình ổn thị trường hay là gây thêm những bất ổn cho thị trường trong thời gian tới hay không? Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá hơi toàn thị trường đang khá ổn định và một điều rất đáng mừng do khan hiếm nguồn cung nên thị trường miền Bắc đang rục rịch tăng trở lại. Và trong chiều ngày 20 tháng 6 năm 2020, nhiều tỉnh đã báo giá trên 90.000 đồng 1 kg. Tại khu vực thị trường miền Nam, giá hơi trong ngày hôm nay cũng giao quanh mức giá 85 cho đến 88.000 đồng trên 1 kg. Và hiện tại một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở trong nước như là CP Việt Nam hay Dabaco Việt Nam đang bán heo hơi với mức giá theo sự chỉ đạo của chính phủ là 81.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá thị trường tự do đang rơi vào ngưỡng 85 cho đến 88.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhập khẩu heo hơi về Việt Nam, trong các văn bản cho phép nhập khẩu heo hơi không thấy đề cập đến việc khống chế giá heo bán ra thị trường, tức là khống chế giá chỉ đạo. Mặc dù các doanh nghiệp nhập khẩu này được khá là nhiều ưu ái của nhà nước và ưu ái lớn nhất đó là cắt giảm thuế nhập khẩu. Giải pháp nhập khẩu heo hơi từ nước ngoài góp phần kéo giá thịt heo ở trong nước đang có nhiều ý kiến trái chiều và không ít ý kiến băn khoăn về mức độ rủi ro do ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi ở trong nước. Và theo giới chăn nuôi, trong điều kiện thiếu hụt thịt lợn như hiện nay, việc nhập khẩu heo sẽ tạo thêm nguồn cung góp phần giảm áp lực lên thịt heo ở trên thị trường trong nước. Tuy nhiên, heo hơi nhập khẩu mang nhiều rủi ro lớn về sự lây lan dịch bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt và cách ly đúng quy định. Và đặc biệt, đối với Việt Nam hiện nay, việc kiểm soát dịch tả lợn châu Phi khá là tốt. Người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi ở trong nước mới là nguồn cung thịt heo chính, bền vững để đảm bảo an ninh thực phẩm ở quốc gia. Mặc dù họ phải chịu nhiều rủi ro do biến động của thị trường, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi và sản xuất theo nguyên tắc lấy lời bù lỗ. Việc nhập khẩu heo hơi mặc dù mang tính tình thế đối với các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng cũng cần phải tính đến sự bình ổn, bền vững và vai trò bên trong sự phát triển của kinh tế xã hội trong nước. Và theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng, không áp giá bán chỉ đạo đối với các thương phẩm nhập khẩu, trong khi quy định giá bán đối với 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở trong nước là thiếu công bằng đối với người chăn nuôi. Và việc quy định này đang gây hệ lụy không nhỏ đối với việc quản lý con người và hoạt động buôn bán hàng hóa ở trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lo ngại các thủ tục về kiểm dịch thịt heo thương phẩm nhập khẩu rất lỏng lẻo so với kiểm dịch heo giống. Cụ thể, heo giống nhập khẩu phải cách ly từ 30 cho đến 45 ngày và các yêu cầu về sản xuất con giống nhập khẩu cũng khắt khe, trong khi heo thương phẩm chỉ phải cách ly 4 ngày đối với heo giết mổ và cách ly 14 ngày đối với heo trai, heo nhỡ, tức là heo dưới 50 kg trên một con. Và đối với heo nhỡ này có thời gian nuôi dài và lưu thông rộng rãi khắp cả nước. Và để bình ổn giá thịt heo, ngành chăn nuôi phải phát triển bền vững. Và theo ông Lực, một chuyên gia về con giống cho rằng, việc một số địa phương hỗ trợ kinh phí để mua con giống trong nước xem ra là kém hiệu quả, bởi vì lượng con giống hiện nay khá khan hiếm và có giới hạn. Bên cạnh đó, giá con giống cũng khá là cao, dao động từ 3,5 cho đến 3,6 triệu đồng trên một con. Vì thế, việc hỗ trợ này gây ra những bất ổn, không làm tăng nguồn cung ở trong nước. Và theo ghi nhận, giá hơi ở trong ngày hôm nay, nhiều địa phương đang có xu hướng tăng. Một số tỉnh ở thị trường miền Nam cũng đã dừng đà giảm. Và đối với thị trường miền Nam, giá hơi đang giao quanh mức giá 86 cho đến 87.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt, cũng có những địa phương heo đẹp vẫn có mức giá cao hơn 88 cho đến 89.000 đồng. Cụ thể, như một số địa phương như Sóc Trăng, Trà Vinh dao động mức giá 87 đến 88.000 đồng. Cà Mau, Kiên Giang dao động mức giá 86.000 đồng trên kg. Một số địa phương khác như Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu đang dao động mức giá 86 cho đến 87.000 đồng. Vĩnh Long dao động mức giá 85.000 đồng trên kg. Long An trong ngày hôm nay dao động mức giá 85 đến 86.000 đồng. Bến Tre dao động mức giá 85 cho đến 87.000 đồng trên kg. Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp dao động quanh mức giá 87.000 đồng trên kg. Còn đối với thị trường miền Đông trong ngày hôm nay, giá hơi đang phổ biến 85.000 đồng trên kg như một số địa phương như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt, theo ghi nhận ở tỉnh Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu dao động mức giá 84.000 đồng trên kg. Tây Ninh và Bình Dương cũng dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên kg.
Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, nhiều tỉnh đang có xu hướng tăng trở lại. Cụ thể như một số địa phương như Hải Dương tăng dao động 1.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận ở huyện Thanh Miện và huyện Kim Môn, nhiều hộ chăn nuôi báo giá lên đến 87 cho đến 89.000 đồng trên 1 kg. Hai ngành như Hải Phòng cũng có mức giá dao động 88.000 đồng trên kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở thành phố Hà Nội đang giao quanh mức giá 87 cho đến 90.000 đồng 1 kg, mức giá rất là cao. Hưng Yên giao động mức giá 87 đến 88.000 đồng. Vĩnh Phúc giao động mức giá 87.000 đồng trên kg. Bắc Ninh giao động mức giá 86.000 đồng trên kg. Trong khi đó, một số địa phương như Nam Định, Ninh Bình có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm qua, giao động mức giá 88 cho đến 91.000 đồng 1 kg. Hà Nam trong ngày hôm nay cũng tăng lên mức 88 cho đến 89.000 đồng trên kg. Và đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay lên đến 91.000 đồng 1 kg, như vậy là có tăng đến 2 giá so với ngày hôm qua. Tỉnh Thái Bình hiện nay đang dao động mức giá 86 đến 87.000 đồng trên kg. Trong khi đó, đối với tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình đang dao động mức giá 85 cho đến 88.000 đồng. Cụ thể như một số huyện báo giá ở Sông Mã của tỉnh Sơn La dao động mức giá 88.000 đồng, hay Điện Biên báo giá dao động 86 cho đến 88.000 đồng, Hòa Bình dao động 85 cho đến 87.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận, tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng tăng lên một giá so với ngày hôm qua, dao động mức giá 87.000 đồng. Cao Bằng, Hà Giang dao động mức giá 87 cho đến 89.000 đồng trên kg. Yên Bái, Lào Cai có mức giá rất là cao, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái lên đến 90.000 đồng 1 kg, như vậy là tăng đến 2 giá so với ngày hôm qua. Lạng Sơn, Quảng Ninh dao động mức giá 90.000 đồng. Một số địa phương khác như Tuyên Quang dao động mức giá 87 đến 88.000 đồng. Phú Thọ dao động mức giá 85 cho đến 87.000 đồng. Thái Nguyên dao động mức giá 86 cho đến 88.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay giá hơi khá thấp. Cụ thể như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh dao động mức giá phổ biến 84 cho đến 87.000 đồng trên kg. Trong khi đó, các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế dao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng. Và đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, giá heo hơi thấp nhất thuộc về một số địa phương như là Bình Định, Quảng Ngãi và tỉnh Ninh Thuận. Các địa bàn này chỉ dao động 82 cho đến 83.000 đồng trên kg. Thậm chí dòng heo nhỡ còn có mức giá thấp hơn. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Vĩnh Thạch của tỉnh Bình Định, giá heo nhỡ chỉ dao động 78.000 đồng trên kg. Hay ở Ninh Thuận, heo nhỡ dao động mức giá 80.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, dòng heo siêu ở tỉnh Quảng Nam vẫn đang dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng. Phú Yên và Khánh Hòa dao động mức giá 86 cho đến 88.000 đồng trên kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, giá hơi ở khu vực Lâm Đồng là địa bàn có mức giá cao nhất, dao động mức giá 85.000 đồng. Các địa phương khác như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông dao động mức giá phổ biến 82 cho đến 84.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận ở huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai phổ biến mức giá 83.000 đồng. Hai huyện Đắc Tô, Con Rẫy của tỉnh Kon Tum dao động mức giá 83 cho đến 84.000 đồng. Trong khi đó, Đắk Lắk có mức giá thấp hơn như huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá dao động 82.000 đồng trên kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã có 500 con heo hơi đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan qua cửa khẩu Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị vào Việt Nam. Và lô hàng này đã được cách ly ở huyện Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An theo đúng quy định, sau đó giết mổ để cung cấp ra thị trường. Ngoài heo hơi thương phẩm, tính đến tháng 5 năm 2020 cho đến nay, đã có 3 đợt nhập khẩu heo giống từ Thái Lan về Việt Nam với số lượng khoảng 2.000 con. Heo giống bố mẹ sẽ góp phần tăng đàn trong thời gian tới. Đó là thông tin về giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.